Chào cả nhà, hôm nay gia đình Food và Bếp thực hiện món cá tai tượng hấp bia. Ăn cực kỳ thơm và ngon luôn. Đặc biệt cái món này mình ướp gia vị ha, nó vừa miệng nè. Khi các bạn hấp cùng với bia, nó giữ được cái độ ngọt, độ thơm của cá, cực kỳ ngon và hấp dẫn. Các bạn có thể ăn kèm với một ít rau sống và một ít nước chấm. Mình cuốn bánh tráng, mình ăn cùng với một ít bún nữa ha. Cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn. Cái cách làm thì rất là đơn giản. Ở đây thì mình có sử dụng là một con cá tai tượng này. Con này là 1,5 kg nha cả nhà. Mình đã sử dụng thêm một ít này, hành lá, cà chua, hành củ, gừng và ớt, một ít sả nữa. Cái con cá này của mình nó rất là to, nên khi mình bỏ vô cái nồi hấp á, nó sẽ dài hơn cái nồi á. Mình sẽ đi mình sơ chế con cá cho nó cắt bớt đi ha, thì nó sẽ vừa ăn. Đây này, mình sẽ cắt khúc như thế này để sao cho con cá của mình nó vừa cái nồi hấp thôi. Nếu như các bạn có cái nồi to thì các bạn để nguyên con cá các bạn hấp cũng được. Cá này thì mình đã làm sạch rồi nè, và mình rửa qua muối và mình lấy cái phần chăn á, các bạn chà xung quanh cái con cá cho nó không bị nhớt và không bị tanh. Mình sẽ khứa thành những cái đường như vậy nè. Tí mình ướp gia vị cho nó dễ thấm vào cá. Sau khi mình khứa xong rồi, mình sẽ để qua một bên. Cái phần gừng á, thì mình sẽ xắt lát ra. Một ít mình xắt lát, còn một ít thì các bạn bầm nhuyễn nó ra. Sả thì mình cũng đập dập, mình xắt mỏng ra. Cái phần đầu thì mình xắt ha, còn cái phần cuối á, thì mình sẽ đập dập và mình cắt khúc. Hành củ thì các bạn xắt nhuyễn ra luôn. Sau đó mình băm nhuyễn cái phần hành nè và phần gừng, phần sả. Sau khi mình xắt xong, mình sẽ bỏ vào một cái chén nhỏ để tí nữa mình đi mình ướp gia vị. Cái phần cuốn sả còn lại lúc nãy nè, mình sẽ tận dụng, mình đập cho nó dập ra để tí nữa mình hấp cho nó thơm. Sau khi đập dập rồi, mình sẽ cắt ra làm đôi. Cái phần hành lá các bạn cũng cắt khúc ha, mình cắt làm đôi như vậy là được rồi đó. Cà chua thì mình sẽ cắt múi. Hành củ thì một ít mình sẽ cắt lát như vậy nè, mình cho vào cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào đây. Mình cho thêm vào đây một ít muối. Các bạn cho một xíu muối thôi ha. Mình dùng thêm vào đây là 2 thìa nhỏ hạt nêm cờ lo. 1 thìa nhỏ bột ngọt. Và một ít tiêu. Mình trộn đều cái phần hỗn hợp này nè. Ở đây có sả nè, gừng và hành củ mình băm với phần gia vị của mình ướp vào. Khi mình ướp vào cá nó sẽ rất là thơm. Mình ướp mình xoa vào những cái kẽ mà mình cứa vào cá như vậy nè. Các bạn xoa đều để cho phần cá của mình nó được dễ thấm gia vị hơn. Mình ướp cá khoảng 20 phút nha cả nhà. Đây là một lon bia, mình sử dụng là một lon ha. Các bạn có thể sử dụng các loại bia tùy ý này. Ở đây mình sử dụng bia Sài Gòn nhé. Và đây là cái nồi hấp của nhà mình á.
mình sử dụng cái vỉ hấp này nó rất là tiện, nên cái vỉ hấp này mình không có hấp nguyên con cá được á, nên mình chỉ hấp được 2/3 con cá thôi. Khi cho vỉ vào mình sẽ đổ cái phần bia xuống dưới nè. Ở cái vỉ này nó có cái chân á cả nhà, nên khi các bạn đổ bia xuống dưới á, nó cái phần bia của nó cũng không có ngập lên cái bề mặt trên đáy của cái phần đĩa hấp được nhé. Và các bạn hấp cái nồi này nó rất là tiện, tiện vệ sinh, và các bạn hấp nó cũng nhất là gọn luôn. Mình sẽ cho phần sả xuống trước này, và cái phần cuống hành. Tiếp đến mình sẽ cho cá lên trên. Đấy, con cá của mình như vậy là vừa khít cái xoong luôn đấy đó. Và mình xếp các nguyên liệu lên này. Đây mình cho cuống hành, cà chua. Và một ít gừng. Hành củ thái lát. Thêm một ít ớt nữa nha cả nhà. Ớt thì các bạn nào ăn cay thì mình sẽ cắt nhị nó ra, không thì các bạn để nguyên chá, các bạn hấp nó cũng rất là thơm. Cái phần cá sau khi mình ướp xong hết rồi đó, mình bỏ vào nồi này, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình bỏ lên bếp, mình mang đi mình hấp nhé. Mình sẽ dùng cái nắp thật là kín để mình hấp cho nó được kín hơn, cho con cá của mình nó chín đều. Khi hấp thì các bạn đun, lúc đầu thì các bạn đun cho cái phần bia của mình nó sôi lên, sau đó các bạn hạ nhỏ lửa xuống. Mình hấp với lửa nhỏ thôi, cho cái phần cá của mình nó bốc hơi ha, và nó chín bằng hơi, nó rất là đều, thơm và ngon. Mình sẽ hấp cá khoảng 30 phút đó cả nhà. Trong lúc chờ đợi cá chín thì mình sẽ đi chuẩn bị phần rau. Rau ở đây thì mình có sử dụng xà lách nè. Xà lách thì mình đã rửa với nước muối pha loãng á, mình rửa sạch rồi. Một ít rau thơm. Rau thơm ở đây mình sử dụng rau tía tô nè, rau húng và một ít ngò. Như leo thì các bạn sắc mỏng nó ra như thế này ha. Mình sắc kiểu này để tí nữa mình sẽ cuốn bánh tráng á cả nhà. Mình có chuẩn bị thêm một trái dứa này. Dứa này thì mình sẽ sử dụng là nửa quả thôi. Các bạn cũng sắc mỏng ra. Khi các bạn cuốn với cá, nó có cái miếng dứa, ăn nó có độ chua chua ngon ngon, ăn rất là ngon. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nhìn cái đĩa rau của mình rất là hấp dẫn luôn. Lát nữa mình sẽ chuẩn bị thêm cái phần nước chấm chua ngọt. Bây giờ mình sẽ để qua một bên ha, cái nồi cá của mình này. Sau khi mình hấp được 30 phút đấy, bây giờ mình sẽ mở nắp ra mình kiểm tra nè. Wow, thơm lừng cái mùi bia luôn. Cái mùi bia, mùi gừng, mùi sả, rất là ngon. Thơm lắm nha cả nhà. Như vậy là cá của mình đã rất là chín rồi đó. Mình sẽ rắc lên trên một ít hành lá nè, một ít ớt nữa. Và mình tắt bếp được rồi ha. Rất là thơm nha các bạn. Cái này các bạn ăn nóng luôn rất là ngon. Mình hấp cá kiểu này á, nó không có bị vào nước và nó chín bằng hơi á, nên nó giữ được cái độ ngọt của cá và cái độ ngon ha. Cái gia vị của mình ướp á, nó thấm vào cá, ăn nó vừa miệng nè. Cái miếng thịt của nó ngọt nè, rất là ngon luôn. Khi mình lấy ra đĩa đó, các bạn chỉ cần nhấc cái khay lên, nó rất là tiện nhé. Và mình ăn kèm với một ít rau nè, rau thơm và một ít dứa nữa. Thêm vào đó là có nước chấm chua ngọt. Các bạn ăn kèm với bún ha. Hôm nay thì mình sẽ cuốn bánh tráng, ăn cực kỳ ngon và đã luôn. Cách làm của mình rất là đơn giản ha. Và cái cách hấp này nó giữ được cái độ ngọt của cá cực kỳ ngon. Các bạn hãy làm cho gia đình mình cùng ăn nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Gia Đình Food nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.